Thưa quý vị và các đồng chí, sau đây là thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Su-30 MK2 bị nạn trong lúc hống huấn luyện. Vào lúc 19h30 phút tối nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã khẩn trương họp bàn biện pháp tìm kiếm máy bay Kasa trong khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đã bị mất liên lạc. Ngày hôm nay, trong khi các lực lượng trong và ngoài quân đội tiếp tục dồn toàn lực tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải, phi công là máy bay Su-30 MK2 gặp nạn vào hôm 14 tháng 6 năm 2016. Hồi 12 giờ 30 cùng ngày, máy bay casa 212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 978 Quân chủng Phòng không không quân đang trong quá trình tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng thì bị mất liên lạc. Trên máy bay có 9 người, gồm sáu sĩ quan và ba quân nhân chuyên nghiệp. Ngay sau khi máy bay CASA 212 số hiệu 8983 mất liên lạc, Bộ Quốc phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp tìm kiếm. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan trong toàn quân bàn biện pháp xử lý. Mục tiêu là tiếp tục tìm kiếm đồng chí phi công Su30MK2 Trần Quang Khải và tìm kiếm máy bay KaSa 212 với phương châm huy động toàn bộ lực lượng cả trong và ngoài quân đội, nỗ lực tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Chỉ đạo quân ủy chỉ đạo quân chủng phòng không không quân và các đơn vị tập trung ổn định tư tưởng bộ đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đồng thời qua đường dây nóng bộ quốc phòng việt nam đã liên hệ với các cơ quan hữu quan của trung quốc để cùng tìm kiếm tạo điều kiện cho tàu máy bay việt nam hoạt động ở phía đông đường phân định vịnh bắc bộ